Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 8 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 km/h đến 166 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo bão số 7 sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng từ 15 đến 20 km/h. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Bắc. Sau đó, bão số 7 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau có khả năng đổi hướng, di chuyển Tây Nam khoảng 10 km/h, suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 112,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Theo thông tin mới nhất, phần lớn các mô hình dự báo bão cho rằng bão Yinxing sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đến rất gần bờ biển miền Trung nước ta. Thậm chí áp thấp nhiệt đới có thể chạm bờ hoặc đi vào đất liền. Riêng mô hình của châu Âu, ECMWF vẫn dự báo rằng bão có suy yếu nhưng vẫn sẽ đổ bộ miền Trung nước ta rồi mới thành áp thấp nhiệt đới. Đáng chú ý là trong những ngày tới, Biển Đông có thể tiếp tục đón một cơn bão khác, không lâu sau cơn bão số 7. Hiện tại ở Tây Thái Bình Dương, đang có một vùng áp thấp được Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp JTWC của Mỹ, ký hiệu là 92W. Nó đang có sức gió duy trì tối đa là từ 30 đến 35 km/h và có môi trường thuận lợi để phát triển do bề mặt biển rất ấm, từ 30 đến 31 độ C, độ đứt gió thấp. Các mô hình toàn cầu thống nhất rằng áp thấp 92W sẽ tiếp tục đi theo hướng Tây, Tây Bắc, hướng về Philippines và mạnh dần lên trong 2 ngày tới. Mô hình GFS, hệ thống dự báo toàn cầu của Mỹ và ECMWF của châu Âu, dự báo áp thấp 92W sau khi thành bão sẽ lại đi vào Biển Đông vào khoảng từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 hoặc chậm hơn một chút, tức là chỉ khoảng từ 8 đến 10 ngày sau khi bão Yinxing vào Biển Đông. Trong trường hợp đó, nó sẽ trở thành cơn bão số 8 theo cách gọi của nước ta. Không chỉ vậy, đằng sau áp thấp 92W đã có áp thấp 93W và 94W. Tất cả đều có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển cùng hướng, nhưng chưa thể có dự báo cụ thể. Philippines trong thời gian gần đây liên tục chịu ảnh hưởng của những cơn bão mạnh. Nhiều người ở Philippines bình luận rằng họ cảm thấy như đây là cuộc hành quân của những cơn bão, hoặc bão không ngừng nghỉ, hoặc liên hoàn bão. Pagasa cho biết, dù bão đã suy yếu đôi chút trong đêm, nhưng sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh vẫn ở cấp 14, 155 km/h gần tâm bão, dần lên tới 215 km/h cấp 17 và áp suất trung tâm là 955 hPa. Trước đó ngày 7 tháng 11, bão Yinxing đã đổ bộ 2 lần vào phía bắc Blue Sông. Lần đổ bộ đầu tiên xảy ra vào hồi 15 giờ 30 ở Santa Ana với cường độ cực đại là 233 km/h khi áp 937 m3. Lần đổ bộ thứ hai xảy ra vài giờ sau đó gần Calaveria ở cấp độ tương tự. Cả hai thành phố này đều thuộc tỉnh Cagayan. Quần đảo Babujan ở phía Bắc cũng bị tàn phá bởi bức tường mắt bão mạnh mẽ này. Do điều kiện thời tiết rất xấu ở Cagayan chưa thống kê được về thiệt hại, nhưng các nhà chức trách cảnh báo vào sáng sớm nay, ngày 8 tháng 11 rằng điều kiện nguy hiểm đến tính mạng vẫn tiếp diễn ở một số khu vực thuộc Cagayan và những tỉnh lân cận. Nước có thể dâng cao hơn 3 mét. Tại Santa Ana, sau khi bão Yinxing đổ bộ được một lúc, bỗng nhiên người dân thấy trời trong xanh êm dịu. Đó là khi họ đang ở đúng tầm bão, mắt bão. Lúc này người ta thấy trên bầu trời có những vệt mây xanh và trắng cao ngất, trông rất lạ mắt. Còn người đứng trên mặt đất cảm thấy mình như đang ở trong một lòng trào hay một thùng lũng. Đây chính là hiệu ứng sân vận động mà các cơn bão mạnh tạo ra. Hiệu ứng sân vận động là khi những vách mây cao ngất quanh mắt bão trông giống như khán đài của sân vận động, còn ở vùng giữa, sát gần tâm của mắt bão là phần sân cỏ, sân thi đấu. Đây là do không khí đang bốc lên nhanh chóng và di chuyển ra phía ngoài, khiến đường kính của mắt bão mở rộng ở phía trên cao. Theo cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ, NOAA, theo trang AccuWeather, hiệu ứng sân vận động chỉ có thể được nhìn thấy ở bên trong mắt của những cơn bão rất mạnh, tổ chức tốt. Khi quan sát thấy hiện tượng này, người dân ở khu vực đó có thể nghĩ là bão đã đi qua, nhưng không phải, mà sau đó mưa gió sẽ ập đến tiếp. Vì vậy, các cơ quan khí tượng luôn cảnh báo người dân không chủ quan khi thấy mắt xanh của cơn bão, hoặc khi bỗng thấy trời quang mây tạnh giữa lúc có bão. Mới đây, trong quá trình thi công cầu dân sinh nối quốc lộ 4C với khoảng 70 hộ dân thôn Lũng Cáng, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đã xảy ra sự cố sập cầu. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, bí thư đảng ủy xã Thuận Hòa xác nhận, Vụ việc trên xảy ra trên địa bàn vào chiều tối mùng 6 tháng 11. Theo ông Hùng, toàn bộ nhịp cầu nối giữa hai trụ cầu Lũng Cáng bắc qua suối bị sập hoàn toàn. Trước đó ngày mùng 7 tháng 7, cầu Lũng Cáng mới với kết cấu bê tông cốt thép dài 44 m, rộng 3,5 m, trọng tải 10 tấn được khởi công. Kinh phí xây dựng cầu khoảng 3 tỷ đồng do huyện kêu gọi, huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và một phần đối ứng của huyện Vị Xuyên. Dự kiến công trình hoàn thành sau từ 3 đến 4 tháng. Đợt mưa lũ ngày mùng 9, mùng 10 tháng 6 đã làm cầu treo Lũng Cáng bị sập, cô lập hơn 70 hộ dân. Hàng ngày, người dân bám theo nhịp cầu gãy hoặc dùng bè qua suối gây mất an toàn. Huyện Vị Xuyên đã kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng cầu mới. Trong lễ khởi công, lãnh đạo huyện Vị Xuyên đánh giá cầu mới khi hoàn thành sẽ phục vụ thiết thực cho các hộ dân của thôn Lũng Cáng, Lũng Buông và nhân dân trong xã. Hiện tại, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, cây cầu đã hoàn thành hai trụ, đơn vị thi công đang làm nhịp treo qua suối. Thời điểm xảy ra sự cố, nước suối thấp, trời không mưa. Mới đây, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an thông tin về chuyên án bắt giữ Phạm Đức Bình, Bình Kiềm, quê Quảng Ninh. Theo Cục Cảnh sát Hình sự, Bình Kiềm là đối tượng giang hồ cộng cán, có nhiều tiền án tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Sau khi ra tù hồi tháng 4, Bình Kiềm rủ rê, lôi kéo, tụ tập đàn em móc nối với các bạn tù và đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm. Bình bàn bạc với đồng bọn lên kế hoạch góp tiền để mua vũ khí quân dụng và tổ chức sự kiện mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia. Sau đó Bình và đàn em sẽ bắt cóc, sử dụng vũ khí để đe dọa, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay clip chuyển cho đồng bọn tại Mỹ để phát tán trên các trang web khiêu dâm nhằm kiếm tiền. Để triển khai kế hoạch, Bình liên hệ với Nguyễn Tuấn An ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, có 4 tiền án tiền sự tại Việt Nam và 1 tiền án tại Lào, tìm mua súng AK và đạn rồi chuyển về Việt Nam. Qua trinh sát, phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự đã phát hiện và chủ động nắm bắt, thu thập thông tin, dựng mối quan hệ của các đối tượng để triệt phá. Cục Cảnh sát Hình sự báo cáo lãnh đạo Bộ Công an Giao thông trọng án chủ trì đấu tranh, triệt phá băng nhóm do Bình Kiềm cầm đầu. Cuối tháng 9, các lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Đức Bình. Để triệt phá băng nhóm tội phạm này, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Lâm Đồng và các đơn vị thuộc Bộ Công an Lào đồng loạt phá án tại Việt Nam và Lào. Quá trình đấu tranh triệt phá, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, không tố giác tội phạm, tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 16 bị can. Về phía Bộ Công an Lào, các lực lượng đã bắt giữ, khởi tố bị can đối với Sổm Sắc Tha Nu Vòng. Đối tượng này là người Lào gốc Việt, có nhiều mối quan hệ phức tạp và liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật tại Lào. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng mua bán súng với Sổm cũng bị khởi tố về tội mua bán, vận chuyển tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Sau khi triệt phá băng nhóm này, nhà chức trách Việt Nam và Lào đã thu giữ 3 khẩu súng AK, 8 khẩu súng ngắn quân dụng các loại, 1.400 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, 5 áo giáp chống đạn, ma túy và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Theo Cục Cảnh sát Hình sự, đây là vụ án điển hình trong đấu tranh với băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Các đối tượng trong chuyên án đều là những đối tượng hình sự, cộng cán, nhiều tiền án tiền sự, hành vi manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí quân dụng để phạm tội tại Lào và Việt Nam. Theo Bộ Công an, Bình Kiềm có bản tính lì lợm, côn đồ, sử dụng vũ khí quân dụng gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn cả nước. Trước năm 1991, lợi dụng khi còn là quân nhân, Bình nhiều lần mua bán, chiếm đoạt vũ khí quân dụng của đơn vị và của các đối tượng khi thi hành công vụ. Sau khi xuất ngũ, Bình cầm đầu băng nhóm gồm các đối tượng gốc Bắc chuyên bảo kê, tranh giành địa bàn, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, mở sòng bạc, vũ trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều lần vào tù, Bình tụ tập, lôi kéo đàn em hình thành băng nhóm, thường xuyên gây gổ với các băng nhóm, đối tượng khác. Năm 2004, Bình ra tù và tiếp tục mua, tàng trữ các loại vũ khí nguy hiểm, chỉ đạo 4 đồng bọn lên kế hoạch và tổ chức bắt cóc anh Trầm Trọng Ngân, con trai ông Trầm B và đòi 10 triệu đô la Mỹ tiền chuộc. Ngày 31 tháng 3 năm 2010, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Bình 30 năm tù giam về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.